Đây buổi chào khách hàng, các bạn khách em hấp hai con tôm hùm Tây Úc và hai kêu qua tàu ngư nhập cho khách nhé. Vào tôm hùm Tây Úc thì nhà các bạn sản lúc em đã trồng tiếp và cho miếng đá tạo vào con tôm hùm Tây Úc hấp nó cũng đến trên dây cảng đấy. Đuôi tôi là tôi đã tươi đấy chị này. Còn trên dưới. Tàu tàu em lúc 10 phút nữa bị chết nó tàn rồi, bây giờ em qua ra rồi em hấp nước tôi em đi tới em nhé. Sau em đã ngâm tôm lạnh rồi, bây giờ bắt đầu nước sôi em cho con tôm hùm lên nhá. Mình cứ chiếc tôm tản này, tôm hùm rồi. Hấp vào cái nước nó sôi ạ, hấp bình thế đấy chứ ạ, chứ chân tôm nó không bị cứ lo gãy rồi ạ. Đây, em cho con tá đây, gừng này, gừng tươi nhá. Sau 22 phút chín em sẽ cho mọi người nhá. Em ra làm thạch hồng ngư cho khách. Cảm ơn tất cả các quý khách hàng đã luôn tin yêu ủng hộ. Chào mọi người nhá, trong quá trình hấp 22 phút nhà Phúc Hải Sản hấp hai tôm tới lúc chín liền chân dâu tôm chân tôm không bị gãy cái nào nha chị nhá, gãy cái nào luôn anh chị, hấp rất là đẹp luôn. Có nhà thì cũng làm như vậy nhá. Hấp tôm quá trình 20-22 phút là tôm chín lại, tôm cái lúc hai con tôm rất là kêu ngon đấy chị ơi. Cảm ơn tất cả các quý khách hàng luôn đặt hồ sơ để ủng hộ nhà Phúc Hải Sản em ạ. Để em không có cho khách ở đâu ăn được cũng được.